Văn hóa ẩm thực phong phú, đặc sắc, hương vị đặc trưng và độc đáo cùng phương thức chế biến riêng biệt. Các món ăn của Việt Nam là sự kết hợp hài hòa và đầy tinh tế cả ở trên hè phố lẫn trong những nhà hàng sang trọng, cho nên có sức thu hút lớn đối với du khách trong và ngoài nước. Và mới đây thì Việt Nam đã được vinh danh là điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2022 trong buổi lễ trao giải của Giải thưởng ẩm thực thế giới World Culinary Awards lần thứ 3. Lễ trao giải năm nay diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, quy tụ những tên tuổi nổi danh toàn cầu của ngành ẩm thực, những người tiên phong có ảnh hưởng và những đầu bếp hàng đầu đến từ khắp nơi trên thế giới. Tham dự sự kiện thường niên này, tại buổi công bố, Việt Nam đã xuất sắc vượt qua nhiều ứng cử viên để trở thành điểm đến ẩm thực tốt nhất châu Á 2022. Giải thưởng ẩm thực thế giới World Culinary Awards ra đời nhằm tôn vinh và khen thưởng sự xuất sắc trong ngành ẩm thực thông qua lễ trao giải hàng năm. World Culinary Awards là giải thưởng nằm trong hệ thống giải thưởng du lịch thế giới World Travel Awards.